Chào cả nhà mình, cả nhà ơi, ba Vũ đang làm mồi đang đi đặt lợp cả nhà ơi. Tiếp tục công tác làm mồi đặt lợp tiếp cả nhà. Giá rồi đó hả ba? Dân lưới dính được mấy con cá này cả nhà. Đi làm mồi đang đi đặt lợp sáng có cả nhà, có hổm nó vô nó xé nó gà hết trơn rồi cả nhà. Vừa qua cái lợ màu đỏ mà giá ghét rồi, nó chuyển thành màu trắng luôn. Thôi vô chúc cả nhà mình nhiều may mắn và an lành trong cuộc sống nha cả nhà. Tới nay con đi đặt lợp xong cái sáng vô đi thăm vô quay cả nhà mình xem nha. Có 5 cái lợ nữa rồi cả nhà. Đó là cái dân lưới không ba? Lớp cam ở đây tới đi thăm rồi vô quay cả nhà mình xem nha cả nhà. Chào cả nhà cái bố. Chào cả nhà mình cả nhà. Sáng giờ đi thăm lại cua cả nhà. Rồi to. Sáng chuyển mưa tối hù rồi cả nhà ơi. Dính ba. Nước quá trời nước kìa trời. Cua nó nhỏ không? Đặt ở đâu ba? Chợ chiến mưa đang thu gì nữa lâu mới ở chỗ này đặt cho cả nhà cũng cũ. Ồ, cái này trúng dữ luôn. Này ngon. Một cua nhỏ.
lúng, đâu khoảng đi đâu có lúng, giờ đi lúng không biết. Nhập là chết xỉu. Làm cái gì á? Quay cái lỗ rõ nè. Uống lương hay gì? Uống lương cái lớn này thì á. Thấy đâu hả? Cái chú quậy lỗ rồi làm cái gì? Trên này có cá mắm gì đâu mà giật lỗ. Ừ, cái nhà cũng bộn. Cái này đặt cái này cũng bộn cho cả nhà. Ừ, dài quá. Đất sáng rồi lộn lúng dữ thật vậy không biết. Bảo nữa là gì á. Rồi cái này hiểu rồi. Gách nữa hả? Gắt nữa cái gì? Ôi, để vô cái đổ ra cho cả nhà mình coi nha cả nhà. Ăn gắt mồi gắt màng xuống rồi mới kể ra. Bên này trúng cả nhà. Bên này cái này ông nhóc ở trên này cả nhà. Cái này gắt tiền tù hết. Cái này ông trúng trên cả nhà. Lâu rồi mới quay lại điểm cũ. Vô thấy hàm quá. Cái này cũng vô nhóc lợi chứ. Cua chưa có bự luôn cả nhà. Cả tháng mấy nay rồi cả nhà, mới lại chỗ điểm cũ rồi đặt. Không được bự như thế này. Nhỏ luôn cả nhà. Điều ngon. Cua non. Rồi mà cô bự như người đó cái vô kiểu này là nãy giờ à, mấy cái cứng lại cái này ngon quá. Cô nhỏ nhỏ không ngồi mẹ cái cuối cùng cái này cái này dính dữ thiệt chứ. Năm sẽ là sáng như thế nè. Cua nhỏ nhỏ mà dính thấy mê. Năm cái lợi vô bao nhiêu cua đây. Nhiều lắm rồi cả nhà. Nhiều lắm. Được chứ. Ôi. Bữa nay đặt trúng cả nhà. Quay lại điểm cũ đặt trúng mình. Rồi chưa up clip cùng cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian quý báu ra xem clip của Vui nha. Cả nhà cho Vui xin một like, đăng ký để có động lực làm những video mới nha cả nhà. Chào và hẹn gặp lại cả nhà mình trong những video clip tiếp theo nhé.